giờ bắp nó sẽ ra ngành chơi nè các bạn, ra một mình đây là gọi là ngành chơi phải không? Ngành chơi Đó, nó ra một một cái cây một bắp cọc này thêm đúng không? cây nữa các bạn, một nhánh đó. Thì vài ngày sau mình sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn là mình sẽ chiết cái này bỏ các bạn. Thì bắp ngọt thì nó sẽ có phải không? Bắp ngọt là cái nào cũng phải có phải không Còn té đâu có. anh? Đó, đây là cũng khá là nhiều nè bạn. Thì mình Do cái cây bắp mà nó tốt, nó sinh trưởng nó mạnh á, nó mới có. Còn là nó không tốt là không có. đó giờ nó cây nào nó cũng có gì nè các bạn, nhưng mà hiện Mình tại thấy giờ là nó những chưa cây có sinh đều, trưởng nó tốt. hiện Chưa tại đều. giờ chưa có đều nên mình sẽ để đồng loạt và mình sẽ làm một cái một cho nó gọi luôn đó, Đã tốn công ra. đỡ tốn công ra nó, chứ giờ mà làm lai gai thì nó không có ấy các bạn. Thì mình đợi sẽ chừng nào sẽ đều hết lên ra đều như các bạn, mình sẽ chiết các bạn. Thì đây cũng một hai cây thôi các bạn, chưa có nhiều đó. Thì giờ ngày sau mình sẽ quay và chiết cái này cho các bạn xem, thì cũng đơn giản thôi chứ không có gì khó, mình đi mình chiết thôi chứ cái gì đâu. Đây đó, tại vì mình cái này Sao chiết ra thì mình bữa sẽ nó dưỡng hết cây chính nước mình, cái trái nó mới to gì mới mà lớn được nó các bạn, mới đạt năng suất được ha. Chứ bạn mà để gì là bắp mình nó không có thể nào mà nó lớn trái hoặc là nó gì năng suất nó cao được. Mình phải chiết những cái cây con này nè, kế bên nè. Đó, cái cây cái bự nữa các bạn, cây con nhỏ nè, mình phải chiết ha. Clip này mình sẽ quay sương sương cho các bạn xem, thì clip sau mình sẽ sẻ cho các bạn cái kỹ thuật chiết luôn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là quay cho các bạn xem là những cái bắp mà có ngành chơi vậy thì mình sẽ chiết các bạn. Thì clip sau mình sẽ quay cho người dân người ta chiết cho các bạn xem. Thì giờ mình chỉ quay và giới thiệu cho các bạn xem về số loại ngành chơi vậy đó, mình sẽ chiết ha. Đó, như vậy là mình sẽ ngắt cái này các bạn, ngắt bỏ. Đó. Thì giờ hiện tại giờ chưa có đồng loạt nhiều quá, chỉ một hai cây thôi. Thì video sau mình sẽ quay chia sẻ với quý anh chị và các bạn là mình sẽ chiết cái loại này ha.